Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hai, xin kính chào Thánh Phụ Chúa. Amen. Chúng ta tin rằng là Chúa là Thánh chu cấp giống để chúng ta nghiêm. Amen. Mà bánh để nuôi mình. Amen. Amen. Và Ngài sẽ làm cho sanh hóa thêm nhiều. Và chúng ta có những cái công chính, đó là khi chúng ta dâng hiến được gọi là cái công chính. Amen. Mà cái cái công chính nó nhiều lên trên đời sống của chúng ta thì Chúa nói là chúng ta sẽ thịnh vượng trong mọi sự, thịnh vượng. Những cái việc chúng ta dâng hiến đó là cái công chính, người công chính tỏ trái công chính, đó là khi chúng ta dâng hiến về trong nhà của Đức Chúa Trời. À, chúng ta cảm ơn Chúa thì do vậy thì Thánh của Chúa chúng ta đã dâng hiến rất là nhiều, nhưng mà thật sự là chỉ được có một phần năm thôi. Nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Amen. Amen. Tiếp tục cầu nguyện, bởi vì ngày hôm nay làm cái gì thì tiền nó ra rất là nhiều. À, chúng ta vừa là phòng vệ sinh, vừa là phòng ở trên. À, chúng ta là tiền 50 mét vuông đó. Mà theo mà tính của những người mà thầu thì 50 mét vuông thì ít nhất cũng hơn 200 triệu các bạn. Chúng ta thì dâng hiến được một phần năm, nhưng mà mình khoảng chừng 150 triệu chúng ta mới dâng hiến được 30 triệu. Nên là Thánh của Chúa chúng ta tiếp tục cầu nguyện, ai được thúc giục sự dâng hiến thì chúng ta sẵn sàng dâng hiến. Amen. 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 Chúng ta nhớ là đó là phần thưởng ngay cả đời này cả đời sau, khi chúng ta dâng một thì Chúa cho là trăm lần hưởng. Amen. Chúng ta nhớ là thời kỳ Môi-se dâng đền tạm, hay là thời kỳ của David chọn dâng hiến để nỗi phải ngưng lại, đừng có dâng nữa, dư quá rồi. Đó là tinh thần dâng hiến rất là tuyệt vời của những người dân Israel trong một thành, và tất cả các hội thánh trên thế giới ngày hôm nay họ cũng có một tấm lòng dân hiến rất là lớn, rất là lớn. Chúng ta sống là để dân hiến. Amen. Và chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta là người quản gia của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ đổ cho chúng ta để chúng ta dâng, để chúng ta ăn uống sống mỗi ngày. Đức Chúa Trời đổ xuống để chúng ta dâng, bởi vì chúng ta là người quản gia của Đức Chúa Trời. Đến khi chúng ta dâng ra, Đức Chúa Trời sẽ đổ. Amen. Và trong tháng 5 này, tháng 4, tháng 5 thì quá nhiều việc. Quá nhiều việc và quá, phải nói không là quá tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa là đấng chu cấp. Amen. Chúa là đấng chu cấp. Amen. Trong tài khoản của tôi không viết thì tôi không tính được luôn. Bởi vì sao? Bởi vì tính thì nó không có ra. Nên là cứ việc này nó tới, việc kia nó tới, việc nọ nó tới, liên tục là phải chi tiền. Đi Hà Nội có, đi Đà Nẵng rồi đi Sài Gòn, đi Gia Lai, đi chỗ này chỗ kia rất là nhiều. Và cần phải có tiền, và Chúa là đang chu cấp. Chứ còn mình không có thể tính được, chỉ có đức tin nào được Chúa Trời thôi. Amen. Amen. Hãy có đức tin nào được Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể sống đẹp lòng được Chúa Trời. Người nào đến cầu Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. 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 Chúng ta biết rằng là mục sư thì luôn luôn phải lệ thuộc hội thánh về tài chính. Nhưng mà nếu mà tài chính mà hội thánh cứ chi cho mục sư đi từng nơi này chỗ kia là hội thánh không còn đồng bạc nào hết. Phải vậy không ạ? Đây từ xưa cho đến bây giờ mục sư đi thì rất là ít khi mục sư lấy tiền của hội thánh. Chỉ có một số lần thì hội thánh ủng hộ trong việc đi truyền giáo thôi, cho mục sư đi thì mục sư không lấy tiền. Đó là vấn đề mà đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta sẽ có một đề tài, đó là đức tin của con giải thoát con. Amen. 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 Đức tin của con giải thoát con.
hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Người công chứng thì sống bởi đức tin. Amen. Chúng ta đã được Chúa tuyên xưng là công chứng bởi sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, bởi huyết của Ngài đổ ra cho chúng ta, và chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta hãy tin nơi Đức Chúa Trời trong mọi sự. Amen. Amen. Trong mọi lĩnh vực hãy tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Cha của chúng ta, là Đấng sẽ chu cấp cho chúng ta mọi sự khi chúng ta có một địa vị là con của Ngài. Và chúng ta làm công việc Chúa, Chúa nuôi chúng ta. Amen. Amen. Làm công việc Chúa, Chúa chu cấp cho chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Người lính ra trận được nhà nước nuôi, bảo vệ và nuôi cả gia đình nữa, rồi có lương hưu trong tương lai nữa, thì chúng ta là những chiến sĩ của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn rằng là Chúa là Đấng chu cấp. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có đức tin thì không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Amen. À, chúng ta thấy được rất là nhiều người trong Kinh Thánh trong cái thời kỳ Chúa Giêsu. Cái người trong Mát đoạn 2 thì chúng ta thấy được đó là một người bại, có bốn người khiêng. Khi đến thì thấy nhà chặt cứng rồi, thì họ leo lên mái nhà, họ dỡ mái nhà, dòng cái người bại xuống trước mặt Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu thấy họ thì Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Chúa Giêsu thấy đức tin của họ và Ngài phán: tội con đã được tha. Rồi Ngài phán tiếp: bệnh con đã được chữa lành, hãy đứng dậy vác giường mà đi. Amen. Ngài thấy đức tin của họ. Chúa Giêsu thấy đức tin không những người bại nhưng mà cả bốn người khiêng nữa, và Ngài tha thứ và Ngài chữa lành, Ngài giải phóng họ ra khỏi bại liệt, Ngài giải phóng họ ra khỏi tội lỗi. Amen. Chúng ta tin rằng là người bại đã được tha thứ và được chữa lành, còn bốn người khiêng đó thì họ cũng được tha thứ từ nơi Chúa, bởi vì họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Chúa thấy đức tin của họ. Làm thế nào để Chúa thấy đức tin của chúng ta? Chúa phải thấy đức tin của chúng ta vì Ngài là Đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi điều, và Ngài sẽ thấy đức tin của chúng ta. Amen. Amen. Và qua đức tin chúng ta được giải phóng. Qua đoạn 5 thì chúng ta thấy được cái người đàn bà mất huyết nghe tin Chúa Giêsu đi ngang qua, thì bà trỗi dậy đến cái giường của mình, trỗi dậy. Bà mất huyết đã 12 năm, tốn tiền biết bao nhiêu cho thầy thuốc, bệnh vẫn không thuyên giảm gì cả, nhưng mà càng ngày càng nặng nề thêm. Bà nghe Chúa Giêsu, bà tin rằng bà đến, và chỉ cầm rơ vào cái rồng áo Chúa Giêsu thì ta được chữa lành. Và bà trỗi dậy, bước đi, dù rất là mệt mỏi, rất là yếu sức, nhưng mà bởi đức tin bà đến kén lắm mà vào được gặp Chúa Giêsu và rờ cái râu áo của Chúa Giêsu thôi thì bà được chữa lành. Và Chúa Giêsu thấy cái luồng năng lực từ Ngài mà ra, thì Ngài quay lại thì Ngài nói: ai đã rờ đến ta? Các môn đồ nói rằng là nhiều người lắng ép thầy, mà Ngài nói rằng là có ai rờ đến ta? Nhưng mà người đàn bà đó biết rằng là không có thể giấu được Chúa, nên bà đến quỳ xuống trước mặt Chúa và bà trình bày tất cả sự việc. Đó là nghe Chúa Giêsu và tin rằng Ngài là Đấng chữa lành, và bà đã trỗi dậy và đến và đã sờ trong áo Chúa Giêsu và bà đã được chữa lành. Và Chúa Giêsu nói: đức tin của con cứu con, đức tin của con cứu con. Amen. Hãy đi với ta. Amen. Đức tin của con. Còn ông Gia-rô
chúng ta thấy ông Giê-xu thì sao? Khi tìm Chúa Giê-xu, mời Chúa Giê-xu được tìm với mình, nhưng mà có người đàn bà mắc huyết lại ngăn trở luôn. Nửa đường là gặp người đàn bà này, rồi chú thắng vào người đàn bà mắc huyết rồi chữa lành cho bà. Ông này không biết ông nóng ruột nóng gan như thế nào, bởi vì khi con của mình sắp chết ở nhà. Rồi sau đó thì sao? Có người đến báo rằng là con có ông chết rồi, đừng làm phiền thằng chi nữa. Và Chúa nói gì? Hãy tin, đừng sợ, hãy tin mà thôi. Amen. Amen. Hãy tin, đừng sợ. Và ông đã tin và con gái Giê-xu đã được chữa lành, đã được một phép lạ lạ lùng là đã được sống lại. Amen. 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 Được tin trên cái sự giải phóng. Và chúng ta nhớ thầy đồ biết không ạ? Trong đoạn 8 của Ma-thi-ơ, thầy đồ mời Chúa Giê-xu, sai người mời Chúa Giê-xu đến. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến gần rồi, thì ông sai người chạy ra nói rằng là tôi không xứng đáng để mời thầy vào nhà, nhưng mà thầy cứ ở đó mà ngày thầy chỉ phán một lời thì sao? Đầy tớ tôi được chữa lành. Thầy chỉ phán một lời thôi, hay đầy tớ của tôi được chữa lành. Và Chúa phán một lời thì đầy tớ con được chữa lành. Và Chúa Giê-xu nói như thế này, Chúa Giê-xu nói rằng là ở trong Israel ta chưa tìm được một người có đức tin lớn như người này. Ta nói với các người là đồng tay ta bắt đó, thì đồng cái tay đó họ sẽ ngồi vào bàn tiệc với Abraham, Isaac và Jacob, nhưng mà con bổn sứ là người Israel sẽ bị quăng ra ngoài nơi đó có khóc lóc và nghiến. Người ngoại họ có đức tin lớn như vậy, Chúa không cần đến, Chúa sẽ đứng một chỗ và Chúa chỉ phán một lời thôi, và lời đó có quyền năng đem cái sự chữa lành, đem cái sự giải cứu cho đầy tớ của ông ta. Amen. Đây là một đức tin mà trong Israel Chúa tìm không ra. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ một người phụ nữ Canaan không ạ? Con của bà bị quỷ ám, bà chạy đến với Chúa Giê-xu, bà kêu vang. Chúa Giê-xu không trả lời, và các môn đồ lại nói rằng là xin Chúa đuổi bà đi về đi, và bà quét đầy chứ sao chúng ta. Nhưng mà bà vẫn tiếp tục kiên trì, và Chúa Giê-xu nói ta đến là chỉ vì con chim của nhà Israel mà thôi, có nghĩa là Chúa không có làm việc với dân ngoại. Nhưng mà bà vẫn tiếp tục kêu vang, tiếp tục kêu vang với Chúa Giê-xu. Rồi Chúa Giê-xu tiếp tục nói rằng là không thể lấy bánh của con cái mà cho chó con ăn. Thì bà nói đúng như vậy Chúa ơi, nhưng mà chó con á, nó không có thể ăn những bánh vụn của con cái trên bàn rớt xuống. Và Chúa nói rằng đức tin của người lớn, việc xảy ra theo ý người muốn. Amen. Việc xảy ra theo ý người muốn. Amen. Có những điều mà chúng ta thấy rằng có những đức tin nhỏ như hạt cải có thể dời núi, có những đức tin lớn mà chúng ta việc xảy ra theo ý người muốn trong và theo ý ta không. Amen. Ở đây Chúa nói nè, đức tin của con cứu con, đức tin của con giải phóng con. Amen. Amen. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay rất nhiều lĩnh vực trong đời sống mà chúng ta cần phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Và đức tin của con chứ không phải đức tin của cha. Ở chỗ này tôi không nói đức tin của Đức Chúa Trời, không nói đức tin của những người khác, nhưng mà đức tin của mỗi một chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta thấy rằng là
những nhân chứng mà chúng ta nghe vừa qua, những con người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, đây là những chứng nhân, những gương mẫu, những tấm gương của đức tin trong Kinh Thánh, để chúng ta thấy rằng chúng ta hãy có đức tin như họ, để không những là chính đời sống của mình. Ở đây chúng ta thấy là thầy đội có đức tin cho đầy tớ của mình, người phụ nữ Canaan có đức tin cho ấy, cho con gái của mình, rồi Giai-đu có đức tin cho con gái của mình, người đàn bà có khuyết thì có đức tin cho chính mình. Amen. À, có đức tin cho chính mình hay là có đức tin cho sự giải cứu người nhà của mình đều là đức tin của con. Amen. Amen. Đức tin của con. Chúng ta thật sự có đức tin đó không ạ? Có. Chúng ta có đức tin về tài chính không? Có. Tôi kinh nghiệm rồi, nhưng mà nhiều lúc nó cũng hồi hộp lắm, phải không? Kinh nghiệm nhưng mà vẫn hồi hộp, vẫn nhiều lúc nó làm cho mình, tim mình nó đập nhanh.
Ngài khởi đầu bài đức tin, Ngài cũng kết thúc bài đức tin. Ngài là Đức Chúa Trời thật sự, nhưng mà Ngài trở thành con người thì Ngài có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Ngài phải làm bắp tên, Ngài phải đại giải Đức Thánh Linh. Amen. Và Ngài có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Nên khi Ngài đi ra, Ngài không cần đem theo cái gì hết. Sẽ có nhiều người, những người nữ, có cả vợ của ngân hàng, giám đốc ngân hàng đi theo Chúa Giêsu đem tiền theo. Amen. Phải không? Amen. Rồi tới chỗ nào người ta đãi đó, mà vào đồng vắng không có ai đãi thì cầu nguyện làm phép lạ. Amen. Amen. Đuổi quỷ chữa lành, giải phóng những con người bằng đức tin. Nên Chúa Giêsu có một cái tấm gương mà chúng ta hãy nhìn vào, là Chúa Giêsu tin cậy hoàn toàn nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là đấng mà đầy dẫy trong Ngài, ngự trong Ngài. Amen. Amen. Và được sức dầu bằng Thánh Linh và quyền năng. Nên Chúa Giêsu có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và Ngài có kinh nghiệm đó, và Ngài kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài hãy thưởng những kẻ tìm kiếm nha. Chúng ta tin có Đức Chúa Trời không? Amen. Và chúng ta tin rằng là Ngài hãy thưởng những người tìm kiếm Ngài không? Amen. Chúng ta nhớ Gia Cơ đoạn 2 nha. Gia Cơ nói rằng là anh có đức tin mà không có việc làm, tôi có đức tin thì có việc làm. Hãy chấp. Rất là nhiều người, đa số hậu thánh của Chúa tin có Đức Chúa Trời. Công giáo cũng tin có Đức Chúa Trời, Israel cũng tin có Đức Chúa Trời, Hồi giáo cũng tin có Đức Chúa Trời, hậu thánh ngày hôm nay cũng tin có Đức Chúa Trời, các giáo phái đều tin có Đức Chúa Trời. Nhưng mà dễ dàng nó vào cái chỗ là giống như ma quỷ, nó tin có Đức Chúa Trời run sợ. Bởi vì chúng ta tin có Đức Chúa Trời thì chúng ta hãy hành động. Amen. Chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời đấng chưa cấp, hãy hành động. Amen. Amen. Bằng cách là chúng ta phải dâng hiến. Amen. Amen. Người nào mà bà quá tin có Đức Chúa Trời, tôi thấy được Đức Chúa Trời ở trong tiên tri á, tin có Đức Chúa Trời thì sẵn sàng dâng chút bột, chút dầu đó làm bánh cho tiên tri của Chúa, rồi sau đó thì bà mới hưởng được những cái phép lạ trong những năm đổi kia. Amen. Nhiều loại đức tin mà chúng ta thấy rằng là chúng ta tin thì chúng ta được giải thoát. Amen. Amen. À, cái người đàn bà mất khuyết, bà không trỗi dậy khỏi cái giường của mình mà tìm Chúa Giêsu thì bà được giải thoát không? Giai-rô đi tìm Chúa Giêsu, mời Chúa Giêsu đến nói được giải thoát cho con của mình. Amen. Tất cả những con người là những cái bằng chứng này thì chúng ta thấy rằng là họ tin và họ đến và họ tìm kiếm bằng hành động của mình. Amen. Đức tin phải có hành động. Đức tin của con cứu con, chúng ta cần phải hành động. Amen. Amen. Những cái lúc mà khó khăn nhất, một người phụ nữ dâng 2 đồng xu mà Chúa nói rằng là người này dâng nhiều nhất. Đối với Chúa, bà dâng cả cái gia tài của bà, bởi vì gia tài của bà có 2 đồng xu thì bà dâng cái luôn. Amen. Và những người kia dâng nhiều, nhưng mà dâng số dư của mình thôi. Nhưng mà người đàn bà này dâng nhiều nhất sẽ có phần thưởng nhiều nhất. Amen. Dù những người xung quanh đó nghĩ rằng là ô gì dâng gì có 2 đồng xu, nhưng mà cái phần thưởng của bà là lớn vô cùng, bởi vì Chúa tính cái gia tài của từng người, cho Chúa không tính cái số tiền dân là bao nhiêu. Amen. Chúa tính cái gia tài của chúng ta, 1 triệu mà chúng ta dân 100, còn bà này có 2 đồng, dân luôn 2 đồng thì bà này dân nhiều hơn cái người 1 triệu kia. Amen. Amen. À, Chúa tính là như vậy. Nên chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, đó là điều vô cùng quan trọng.
Nếu chúng ta không tin cậy nơi Chúa, chúng ta không làm được. Đã bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc mà gọi là luật của Đức Tin, luật lệ của Đức Tin. Chúng ta Roma đoạn 8 câu 2 đó là luật của Thánh Linh sự sống. Amen. Chúng ta phải bước theo luật của Thánh Linh sự sống thì chúng ta mới sống. Trong Roma đoạn 3 câu 27 nó là đây là luật của Đức Tin. Amen. Chúng ta tin thì chúng ta nhận phép lạ từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta tin được tiên sinh công chứng, chúng ta tin được tha tội, chúng ta tin chúng ta nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh, nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh, nhận lãnh được sự chữa lành, được sự giải phóng và được tự do hoàn toàn trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có tin rằng là Chúa Thánh Linh ở đâu thì chúng ta được tự do không? Amen. Chúng ta còn nô lệ cho tội lỗi không? Có còn nô lệ không ạ? Có sự cám dỗ nào chúng ta vào luôn hay là chúng ta nói với nó là có lời chép ra? Ai là người có thể thắng hơn sự cám dỗ nào? Như vậy là tất cả đều bị cám dỗ hết đúng không? Chúng ta nhớ là cái địa vị con của Đức Chúa Trời là lớn lao vô cùng và Chúa Giêsu đã chết thế cho chúng ta rồi, gánh tất cả cho chúng ta trên thập tự giá, rồi chúng ta có tin rằng là thập tự giá của Chúa Giêsu là mọi sự đã được trọn cho đời sống chúng ta không? Amen. Hãy có đức tin ra Đức Chúa Trời. Người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Ngài rất thật trên đời sống của chúng ta. Sư kia giống chỉ nghe đồ thôi, nhưng mà ông tin rất là xác quyết, tin chắc và sống một đời sống thực sự bày tỏ đức tin của mình. Amen. Sống một cái đời sống thánh khiết, công chính, giúp đỡ người nghèo khổ. Mọi sự cuộc sống của ông khi ông lâm vào cái cảnh mà ma quỷ tấn công, làm cho ông tài sản con cái tất cả đều mất hết, người thì bị lỡ lét ghẻ ngứa, nhưng mà ông cũng rõ ràng là hành động bằng đức tin, bày tỏ bằng đức tin của chính mình cho chính người vợ của mình. Thấy rõ là ông là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bà vợ nói rằng ông chết đi cho rồi, rủa xả Đức Chúa Trời chết đi cho rồi, nhưng mà ông đã tin cậy nơi Đức Chúa Trời và ông tin rằng có Đức Chúa Trời. Nên ông bây giờ không bao giờ dám xúc phạm, không bao giờ dám một lời nào mà oán trách Chúa hay là một cái lời nào mà nó phạm đến Đức Chúa Trời của mình, bởi vì ông có đức tin. Dù là hạt cải đi nữa vẫn phải có. Amen. Dù rất nhỏ đi nữa vẫn phải có thì mới là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay thật sự chúng ta có tin có Đức Chúa Trời thì chúng ta mới dám phục vụ Đức Chúa Trời, mới dám phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Nhiều anh chị em sẵn sàng phục vụ Đức Chúa Trời, sẵn sàng không tính toán gì hết, bỏ thời gian, bỏ tiền của mình phục vụ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng hay làm phép lạ. Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng thần tiên. Ngài sẽ hứa, Ngài đã hứa thì Ngài có quyền làm trọn điều đó cho đời sống của chúng ta. Hãy cứ mạnh dạn, hãy có đức tin. Tôi suy đi nghĩ lại, có nhiều người hình như là giống như mình ở trong một cái tôn giáo đó. Những cái lễ nghi Chủ nhật phải đi nhóm, phải dâng hiến, phải thờ phượng, cầu nguyện, nó giống như thành thói quen, thành lễ nghi. Nhưng mà nếu không có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì đau lòng lắm chị em ạ. Phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời hằng sống và chúng ta đang thờ phượng đấng hằng sống đó. Nên thờ phượng phải bằng đức tin của mình chứ không phải thờ phượng theo cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy, chúng ta tin rằng có Đức Chúa Trời. Câu 23, Chúa nói rằng nếu mà ngươi có đức tin thì hãy bảo cái hòn núi này nó quăng xuống biển mà không nghi ngờ ngại gì hết thì nó cũng phải vẫn làm theo. Amen. À, nên cái đức tin là vô cùng quan trọng và Chúa chiếu theo đức tin mà ban phước cho chúng ta. Mà qua đức tin của chúng ta, Chúa làm rất là nhiều phép lạ lớn lao để chứng minh rằng Ngài là đấng thần tính thật sự. Những gì Ngài phán thì Ngài có quyền làm trọn, và chứng minh rằng Ngài là đấng hằng sống thật sự. Amen. Chứ không phải là những như những vị thần của các tôn giáo khác. Amen.
họ tin vào những hình tượng đó, những gì mà tay họ làm ra. Họ đó là vị thần này đến vị thần khác, nhưng mà không làm gì cho họ cả. Họ tin đấng mà họ không biết, họ thờ phượng đấng họ không biết. Còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết. Trong thi thiên của bạn nói là chúng ta thờ phượng đấng mà chúng ta hiểu biết, thờ phượng trong cái sự hiểu biết. Chúng ta biết được Chúa là đấng tha tội, chúng ta biết được Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng cung cấp, Chúa là cha của chúng ta, và chúng ta phải thờ phượng đấng đó, và chúng ta kinh nghiệm được những quyền năng và phép lạ của Chúa khi chúng ta thờ phượng, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời ra. Những gì mà Đức Chúa Trời hành động trên đời sống của mình là chúng ta biết rằng Ngài là đấng luôn luôn là hạt sống cho đời sống của chúng ta. Những cái bằng chứng về đức tin, và chính Chúa Giêsu cũng là bằng chứng về đức tin của chúng ta. Ngài khởi đầu bằng đức tin và Ngài kết thúc cũng bằng đức tin. Ngài tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, đến nỗi mà cái chết trên thập tự thì Ngài vẫn tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Amen. Nếu chúng ta thì sao? Nếu chúng ta thì Chúa bảo chúng ta chết rồi 3 ngày sau Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại, chúng ta có dám không? Chúng ta dám tin cậy đâu, không biết được 3 ngày sau Chúa có làm sống lại không? Phải không ạ? Này Chúa Giêsu tin hoàn toàn, phó thác hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, và Ngài chết thật sự 3 ngày, Ngài sống lại theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta cũng thấy được là tổ phụ Abraham khi ông dâng Isaac thì ông tin rằng Đức Chúa Trời hiến kẻ chết sống lại. Amen. Nếu ông sẵn sàng dâng và ông tin rằng là nếu mà Isaac có chết đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng làm cho Isaac sống lại, nên ông sẵn sàng dâng và không nghi ngờ. Amen. Nên ngày hôm nay khi chúng ta dâng hiến về tiền bạc, chúng ta tin rằng là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Amen. À, chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời và Ngài hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Amen. Amen. Chúng ta có tin điều đó không? Amen. Chúng ta đừng làm việc tôn giáo, bởi vì các tôn giáo người ta cũng dâng hiến, người ta cũng từ thiện đủ thứ, người ta cũng làm rất là nhiều nhiều hơn mình đó luôn đó. Nhưng mà họ không có đức tin gì cả. Nhưng mà chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời, chúng ta tin rằng có Đức Chúa Trời và đấng hay thưởng những kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Chúng ta tìm kiếm Chúa thì chúng ta mới có đức tin. Chúng ta tìm kiếm lời Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có đức tin. Và đức tin đó khiến chúng ta trở thành những con người vĩ đại. Chúng ta nhớ một cái con người như là Giô-sê mà mặt trời trăng địa cầu phải dừng lại, cái hệ tuần hoàn nó phải dừng lại. Qua lời cầu nguyện của Giô-sê, bởi vì cái tuần hoàn của mặt trăng, quả đất, mặt trời đó, cái sự tuần hoàn đó là Chúa đã định rồi, nó phải tuần hoàn, nó phải quay như thế. Nhưng mà qua lời cầu nguyện của một người, Chúa dừng lại. Amen. Chúa phải dừng lại, có nghĩa là nó nghịch lại cái ý của Chúa, nhưng mà Chúa vẫn dừng lại. Amen. Đó là đức tin, đó là đức tin. Cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là đức tin, nên chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta làm thế nào để có đức tin? Phải nghe, phải đọc, phải có mối thông công với Đức Thánh để có đức tin. Ở đây có chị Bùi ở đây, tôi nhớ lại bà bị đau đầu, nhưng mà ông chồng cầu nguyện cũng không được chữa lành, còn gì nữa bác sĩ cho thuốc cũng không được chữa lành. Người bà nói chuyện với Thánh Linh rằng: Chúa ơi, con phải làm sao đây? Bây giờ con phải đi chở đứa cháu ở nhà trẻ. Bây giờ con phải làm sao đây? Đi nửa đường dễ bị tai nạn giao thông, khi nó đau đầu, nó chóng mặt, nó nguy hiểm lắm. Khi đến nhà trẻ thì không thấy con cháu mình ở đâu, bà hoảng quá. Thế sao đó bà? Nói: Chúa ơi, con cháu của con giờ nó đâu mất hết rồi, mọi người đi về hết rồi. Rồi có người đem cháu đến là hai cháu của bà đây. Bà cảm ơn Chúa, con gặp cháu của con rồi. Rồi sau đó, Chúa ơi, giờ con phải làm gì đi? Chúa nói là con về nhà, vào trong nhà, leo lên lầu, vào trong cái phòng đó, xem. Có một cái túi trên bàn, con thò tay vào trong túi đó, con xem cái gì ở trong túi đó. Cái điều đó nó khiến con đau đầu. Thì bà mừng quá, coi như là đi về cách thẻ mạnh luôn.
bỏ đứa cháu xuống, leo lên lầu vào trong phòng, thấy cái giỏ sách trên bàn và sờ cái tay vào trong giỏ sách đó. Quý vị biết cái gì ở trong đó nhớ không? Quý vị nhớ không ạ? Bộ bài. Bà biết cái bộ bài đó là khiến bà đau đầu mà đến nỗi mà bà thuốc cũng không hết, cầu nguyện cũng không xong. Nó là nguyên nhân gây đau đầu. Bà cầm bộ bài xuống giỏ rác và nhân danh Chúa Giêsu quăng vào giỏ rác. Cảm ơn Chúa được chữa lành ngay. Đây là điều mà các nhà khoa học không có chứng minh được. Và bà thì biết chắc có đức tin khi Thánh Linh phán là biết chắc như vậy. Chúng ta đừng có xem thường bộ bài nha. Ta nghĩ là để cho tiếng lên chút xíu cho nó vui, nó giải khuây. Nhưng mà thật sự bộ bài nó rất là nguyên vật. Cờ bạc đó là tứ đổ tường mà làm cho nhiều người phải tan cửa hại nhà mà không có hạnh phúc. Bộ bài đó nhiều người thầy bói, người ta dùng để bói, dùng đủ mọi thứ, mọi cách. Đó là điều rất là sự xúa xả đó. Chúng ta không nên để bộ bài đâu nhà. Amen. Là những người con của Đức Chúa Trời, chúng ta không cần thú tiêu khiển đó, cần vui chơi, không cần giải trí gì đó. Giải trí là bài bạc không nên và nguy hiểm cho con cháu của mình nữa. Sau này nó chơi rồi nó sẽ dẫn tới những cái điều mà nguy hiểm hơn. Và đó là cái sự rủa xả mà chúng ta phải cắt bỏ ngay. Amen. Hãy tin cậy nó đi. Chúng ta cần có mối thông công của Thánh Linh. Mà khi Thánh Linh phán thì chúng ta mới có đức tin được. Khi Thánh Linh nhắc lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có đức tin. Bởi vì chúng ta biết được Chúa Giêsu nói rằng là ai tin ta thì được sự sống đời đời, phải không ạ? Ai tin ta thì không bị phán xét, và ai tin ta thì được chữa lành. Ai tin nhanh đi. Bởi vì chính Chúa Giêsu là đấng gánh tất cả, mang tất cả tội lỗi và bệnh tật sự rủa xả cho chúng ta trên thập tự giá. Amen. Nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu, không còn ai khác nữa, không có đấng nào khác. Không có vị thần nào, không có giáo chủ nào có thể mang lấy tội lỗi và bệnh tật của chúng ta. Nhưng mà chính Chúa Giêsu là đấng đã mang tất cả điều đó, nên chúng ta tin thì được chữa lành, chúng ta tin thì được tha tội, chúng ta tin thì được cứu rỗi, chúng ta tin thì được sự sống đời đời, chúng ta tin thì được chu cấp. Phaolô nói là Đức Chúa Trời của tôi sẽ chu cấp mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chúng ta được chu cấp. Ngày xưa là Jehovah nè, nhưng mà trong tâm ước là danh của Chúa Giêsu, chúng ta được chu cấp. Amen. Danh của Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu chúng ta được chu cấp đầy đủ mọi sự cần dùng theo sự giàu có vinh quang. Chúa cung cấp chúng ta bằng phép lạ, bằng vinh quang của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta có muốn Đức Chúa Trời làm phép lạ về tài chính trong đời sống của mình? Hãy mạnh dạn, hãy tin nha Chúa. Hãy tin cậy nha Chúa. Người ta dâng hiến là người ta tin cậy. Tôi nhớ lại thời kỳ một sư Châu Dân Hy đó, ông xây dựng cái nhà thờ của mình đến tầng thứ 7 rồi. Và lúc đó Hàn Quốc bị sụp đổ kinh tế, ông mang nợ quá nhiều, nên khi ông nằm và ông tuyệt vọng quá, không có còn cái chỗ nào để đặt chân, ông muốn tự tử. Mà khi ông có ý tưởng muốn tự tử để chết đi cho rồi, để không còn mang nợ nữa, thì ông nghe tiếng phán của Thánh Linh rằng con là kẻ hèn nhát. Ông giật mình trỗi dậy ra phía trước nhà thờ, thì ông thấy dân sự của Chúa, hậu thánh của Chúa bao quanh trước sân đó. Họ la lên rằng là cứu một sư của chúng ta, cứu một sư của chúng ta. Rồi có một bà già lộn cộn cầm một cái chén, đôi đũa và cái muỗng đến dâng cho một sư. Tôi làm quá diệu kỳ. Ông nói không được. Bà dâng cái chén, cái đũa, cái muỗng thì làm sao bà ăn cơm được. Bà nói rằng một sư không có lo, tôi ăn bốc cũng được, không có sao hết. Mà làm mọi người đều cảm động. Một thương gia mua cái chén, cái muỗng, đôi đũa $30,000. Và sau đó nhiều người dâng sổ tiết kiệm, sổ đỏ, sổ nhà dâng để ở chung cư.
và nhà thờ đã được xây dựng 14 tầng hết 5 triệu đô la. Và ông nói là không có một đồng nào của nước ngoài cả. Chúng ta thấy không? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Chúa cái nơi ổ chuột của Siêu nó bây giờ giàu nhất Siêu. Đức Chúa Trời rất thần bí. Khi mà dân sự của Chúa sẵn lòng ban ra thì Ngài sẽ làm những cái phép lạ lớn ra vào ngày, làm cho họ đứng đàn đầu cũng đứng đàn đuôi ở trên cao luôn luôn, không ở dưới thấp. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ở những người của Đức Chúa Trời chúng ta dâng hiến, hãy tin cậy là Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, dù chúng ta dâng hết đi nữa thì chúng ta tin rằng là Đức Chúa Trời cũng nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Chúng ta không sợ hãi, không sợ hãi. Quý vị biết rằng là đời sống của tôi cũng xã giao quan hệ rất là nhiều các thông thức. Rồi hội thánh này xây dựng cái báo cáo mục sư, hội thánh kia xây dựng cũng báo cáo mục sư. Nhưng mà đã báo cáo rồi là mục sư không có thể từ chối được. Và làm rất là nhiều việc dâng hiến. Và thủ quỹ từ kia tôi chưa lấy đâu, đâu phải dâng cho hội thánh này đời hội thánh kia đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nếu mình tính toán không có thể nào làm được. Nói một sư không có tiền là tôi nói rằng là trói buộc đời sống của mình. Mình phải là người giàu có, mình là người ban ra. Amen. Sẵn sàng làm, bởi vì Chúa là đấng ban phát hạt giống cho kẻ gieo giống. Hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con muốn gieo việc này và việc kia, công việc nhà của Đức Chúa Trời, con muốn gieo nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện Chúa ban cho để chúng ta gieo, để Chúa làm phép lạ cho chúng ta. Giống như Tuấn vừa rồi đã lòng chứng đó, con muốn gieo ra bây giờ không có tiền, Chúa là đang trung cấp thì có người để trả nợ, để có người để đem tiền này. Amen. Hãy làm đi, bởi vì đời sống chúng ta ngày hôm nay là đời sống tạm mà thôi. Amen. Mà cái nơi nhà đời đời ở trên trời mới là nơi chúng ta ở đời đời, chứ không phải dưới đất này đâu. Nên tất cả đều sẽ qua đi, những gì thuộc về thế gian này nó đều sẽ qua đi, nhưng mà ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Amen. Chúa phúc quý ông bà chị em làm điều gì hãy cứ làm đi, hãy mạnh dạn, hãy tin cậy và hành động, hãy làm việc và chúng ta sẽ được giải phóng trong mọi sự. Chúng ta hậu thánh của Chúa ngày xưa rất là nghèo khó, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã được lời của Đức Chúa Trời, đã được lẽ thật của Đức Chúa Trời dẫn dắt, Thánh Linh dẫn dắt, và bây giờ tôi thấy rằng là không còn ai phải nghèo khổ và thiếu ăn nữa. Phải vậy không ạ? Chúng ta trở nên một người được phước rồi, hãy cảm tạ Chúa và hãy nhớ ơn Chúa. Không phải là nhớ ơn Chúa chúng ta mới làm, nhưng mà hãy theo mệnh lệnh của Chúa, hãy theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy cứ làm. Và bởi vì tài chính thường thường đó là ta nói đồng tiền nó liền nó khúc ruột, vì lúc chúng ta dâng ra chúng ta cảm thấy đau không? Không, ngày hôm nay là phải trưởng thành rồi, càng dâng thì càng vui mừng. Hãy vui mừng mà dâng, hãy mạnh dạn mà dâng, bởi vì chúng ta biết rằng là ngay cả đời này nhận lãnh trăm lần hơn và đời sau thì cũng được sự sống đời đời. Chúng ta có cả hai đời luôn, nó quá vui sướng mà chúng ta không làm là chúng ta thiệt thòi vô cùng luôn. Amen. Hãy cứ làm. Và nếu chúng ta bệnh tật, hãy tin rằng Chúa là đang chữa lành để chúng ta được khỏe. Amen. Phải công bố liên tục, ngày hôm nay không được chữa lành thì ngày mai chúng ta tiếp tục công bố. Chúng ta có cái điều gì đó rắc rối trong gia đình thì chúng ta hãy cầu nguyện, hãy công bố sự chữa lành và sự chữa lành. Hãy công bố những cái dông bão trong đời sống của chúng ta, nói rằng là gió phải yên, biển phải lặng. Amen. Phải công bố, phải ra mình, bởi vì chúng ta đã làm những gì theo lời. Chúng ta có thấy gia đình của chúng ta bị suy sụp không? Thấy gia đình chúng ta thuộc linh nó thấp kém không? Chúng ta thấy gia đình của chúng ta không có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Những người, nhiều người không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cầu nguyện Chúa cho họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và sống bằng đức tin thật sự, chứ không phải bằng mắt thấy. Phải bằng đức tin thật sự. Và đức tin nó sẽ đem đến sự tha thứ, đức tin nó đem đến sự cứu độ, đức tin sẽ được sự sống đời đời, đức tin mặc lấy năm quyền, đức tin đem đến sự chữa lành, đức tin cuộc đời chúng ta được biến đổi, đức tin chúng ta giàu có, đức tin chúng ta trở nên những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Đức tin và đức tin, chỉ có đức tin mà thôi. Amen.
hãy tin cậy. Và đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng bảo chúng ta là đời sống con người cũ nữa, hãy sống con người mới, con người mà tạo Đức Chúa Trời đã tạo ra bằng sự thánh khiết và công chính đó. Hãy sống theo con người thánh khiết và công chính đó, thì chúng ta hãy có đức tin để sống như vậy. Amen. Chúng ta có đức tin để sống công chính không? Chúng ta có đức tin để sống thánh khiết không? Chúng ta có đức tin để là trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc không? Chúng ta có tin rằng là chúng ta ban phước cho họ, là ban cho là có phước hơn là nhận lãnh không? Chúng ta hãy có đức tin. Amen. Một người con của Đức Chúa Trời phải giống cha, bởi vì Chúa Đức Chúa Trời dựng nên con người giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải giống cha chúng ta. Cha chúng ta rất là rộng rãi, cha chúng ta rất là hào phóng, cha chúng ta sẵn sàng ban con một cho Ngài, Ngài cũng không tiếc kèm theo con ấy và tất cả cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta phải giống cha. Amen. Chúa thể nào chúng ta thể ấy trong thế gian này. Amen. Chúng ta phải là người ban cho, phải là người phước cho nhiều dân tộc, phải đem cái sự cứu rỗi cho người khác. Amen. Và rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải giống Chúa Giêsu của chúng ta, bởi vì anh cả của chúng ta. Amen. Là Đấng đã làm những cái gì trên thế gian này trong 33 năm đó, Ngài sống và 3 năm rưỡi chức vụ đó, Ngài để lại cho chúng ta một tấm gương để chúng ta noi giống chân Ngài. Biết bao nhiêu tấm gương trong Chúa Giêsu để chúng ta học hỏi và làm theo Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. 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 Và có một câu kinh thánh trong Cô-rinh-tô nhì 13 câu 5. Chúng ta hãy xem xét chúng ta có sống trong đức tin không? Chúng ta xem lại chúng ta có sống trong đức tin không? Có ở trong đức tin không? Chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời hay không? Hãy xem lại. Nhiều lúc chúng ta dễ dàng vào cái truyền thống tôn giáo. Người Israel ở trong luật pháp, họ có lời của Đức Chúa Trời, họ có luật lệ của Đức Chúa Trời, họ có thầy tế lễ, họ có vua, họ có mọi nghi thức, và họ trở thành một truyền thống dân tộc không có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dạy cái bài học mà Chúa nói rằng trong cái thời kỳ Eli, khi có người đặt bảo quá cứu, còn trong cái thời kỳ á, thời kỳ Elise chỉ có Naaman là người phun được sạch, và Israel không có gì, toàn là dân loại họ nhận được, họ làm theo truyền thống và không có được tiền nơi Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay biết bao nhiêu giáo hội giáo phái, họ cũng làm y chang như dân Israel, họ cũng mong cái nghi lễ nghi thức còn tốt hơn chúng ta, bề ngoài rất là chỉnh chu, rất là nghiêm trang, rất là nghi lễ, phải nói là nghiêm trang vô cùng, nhưng mà không có được tiền nơi Đức Chúa Trời, chỉ là vô ích mà thôi. Amen. Amen. Dù chúng ta có thể nhóm nho nhỏ từ 5, 3 người, 10 người, 20 người, chúng ta nhóm từ nhà này cho đến nhà khác, nhưng mà vô cùng quan trọng ở đây hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và chúng ta cần phải xem xét luôn luôn đời sống của mình, chúng ta có đức tin hay không, chúng ta có ở trong đức tin hay không. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Xin anh chị em xem xét anh chị em có ở trong đức tin không? Hay là chúng ta chỉ có tin cái miệng mà chúng ta không hành động? Chúa luôn luôn muốn nhắc nhở lại đời sống chúng ta, để chúng ta thật sự không phải là một cái truyền thống thành cái thói quen đâu. Mỗi Chủ nhật thì chúng ta nhóm thờ phượng Chúa, chúng ta hát thánh ca, chúng ta ca ngợi, chúng ta nghe lời Chúa, rồi chúng ta dâng hiến, chúng ta cầu nguyện kết thúc, amen, hallelujah. Rồi xong rồi không có gì hết, trở về nhà thì y như thế, không có gì thay đổi. Nhưng mà mỗi một ngày, mỗi một tuần lễ, có những con người có nhiều cái phép lạ mà đã nhận từ nơi Chúa, không phải là phép lạ từ tài chính mà thôi, phép lạ có sự chữa lành bệnh tật, phép lạ của sự dân bảo, phép lạ của rất là nhiều đi ra để cứu người khác như thế nào, chữa lành cho họ ra sao, đủ quỷ như thế nào. Chúng ta có những cái phép lạ đó bởi vì chúng ta có được tin nơi Đức Chúa Trời, và chúng ta cần phải xem xét lại chúng ta có ở trong đức tin không. Mà muốn ở trong đức tin thì chúng ta phải hành động. Amen. Nếu chúng ta muốn trở thành một con người làm chứng nhân cho Chúa để chinh phục những linh hồn tội nhân,
thì chúng ta phải dẫn đưa những con người tội nhân đó về với Đức Chúa Trời, bởi vì ta là đại mạng lệnh Chúa phán. Chúng ta có đức tin nơi đại mạng lệnh Chúa Giêsu phán không? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người không? Chúng ta có không? Có thì đi chứ. Có mà không đi cũng như không à. Đúng không ạ? Đức tin mà không hành động thì đức tin chết. Đức tin mà không hành động không cứu người đó được. Amen. Đức tin không hành động là không có ích gì cả, và nó tự chết đi mà thôi. Nên chúng ta có đức tin nơi đại mạng lệnh của Chúa thì chúng ta phải đi ra. Amen. Chúng ta gặp ai chúng ta phải nói. Không phải là mình bỏ hết công việc của mình mới đi ra mới nói đâu. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng gặp người khác, chúng ta có thể nói, chúng ta có thể làm chứng. Trong cuộc đời của mình, cuộc đời của Chúa Giêsu làm chứng về phúc âm nói gì? Để họ có thể tin nhận Chúa. Rồi chúng ta đặt tay chữa lành, chúng ta có thể làm bắp tên cho họ. Amen. Chúng ta có thể đuổi quỷ, làm những cái phép lạ mà Chúa làm. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cầu nguyện 5 tiếng lại để xác chứng rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta cầu nguyện trong ân tứ của Thánh Linh thì chúng ta tin rằng là có Đức Chúa Trời và cái ân tứ đó ban cho chúng ta. Chúng ta tin, chúng ta cầu nguyện chứ không phải là dần dần nó thành thói quen, phải cầu nguyện cứ mở miệng mà nói tiếng lạ mà không tin gì hết. Dễ dàng là như vậy, dễ dàng là như vậy. Amen. Một thánh dễ dàng là như vậy. Cảm ơn nên Chúa luôn luôn nhắc nhở mỗi đời sống chúng ta hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và xem xét lại chúng ta có ở trong đức tin hay không. Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại không? Amen. Chúng ta có tin rằng là vừa rồi ngày 20 nữa, ngày 18, ngày 20, ngày 18, Chúa Giêsu đã thăng thiên. Chúng ta có tin không? Amen. Và Chủ nhật tới là chúng ta tin rằng là ngày đấy muốn tùng thánh linh giáng long. Amen. Có tin không ạ? Amen. Chúng ta đã tin, đã nhận, nhưng mà tiếp tục tin, tiếp tục tin, tiếp tục tin. Cho đến chừng nào Chúa Giêsu trở lại, Chúa nói rằng là cho đến người ngài là con người trở lại thế gian này có nhìn thấy đức tin như người đàn bà ấy không? Amen. Chúa Giêsu đến thì ngài nói rằng ngài có thấy đức tin như người phụ nữ trong Luca 18, một người tin kiên trì liên tục cứ tin và ông quan không công chính đó, không tức sợ Đức Chúa Trời không phải giải quyết cho bà. Nên Đức Chúa Trời nói rằng là Đức Chúa Trời sẽ kịp thời làm việc và xử công minh cho những người ngày đêm kêu xin ngài. Nhiều lúc chúng ta ngày đêm kêu xin bởi vì chúng ta tin, chúng ta có ngày đêm kêu xin. Chứ một người mà không có đức tin kêu mấy lần thấy không trả lời là xong rồi, khỏi kêu nữa, khỏi cầu nguyện nữa, phải để nó trôi luôn. Nhưng mà một người mà ngày đêm kêu xin ngài bởi vì họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ cứ kêu xin cho đến chừng nào mà điều đó nó xảy ra trên đời sống của họ thì họ mới chịu. Amen. Đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và kiểm tra đời sống của chúng ta, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và kiểm tra xem anh chị em có ở trong đức tin không. Đức tin của con cứu con. Amen. Đức tin của con cứu con. Amen. Lúc ban đầu khi chúng ta mới tái sinh, khi chúng ta còn là con trẻ, chúng ta dựa vào đức tin người khác, dựa vào đức tin của mục sư, của những người đi ra, của những người cầu nguyện cầu tha cho mình. Nhưng mà khi chúng ta là người trưởng thành, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức tin của con ấy, chứ không phải đức tin của người khác. Amen. Amen. Đức tin của con cứu con. Amen. Amen. Chúng ta không làm con đỏ mãi, nhưng mà chúng ta phải có đức tin. Mà muốn có đức tin thì chúng ta phải nhờ cậy Thánh Linh và không công với Đức Thánh Linh và luôn luôn đọc lời của Đức Chúa Trời để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, để Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta có đức tin, chúng ta có ân tứ đức tin nữa để chúng ta sẽ nhận lãnh những cái cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong thế gian này. Amen. Cả đời này và cả đời sau. Amen. 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 Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.